Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào sáng nay, ngày 11 tháng 1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực ở Bắc Bộ và cả khu vực Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến trong khoảng là từ 10 cho đến 13 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ, Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến trong khoảng từ 13 cho đến 16 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Còn với trong đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao trong khoảng từ 2 cho đến 3 mét. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa của nước ta, vùng biển từ Bình Định cho đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét. Thưa quý vị, thời tiết mưa ẩm là điều kiện để nấm bệnh, đốm đen, chà lá hoa cúc đã phát sinh gây hại. Bệnh hại thì chủ yếu trên lá, lúc đầu là một điểm nhỏ như mũi kim màu nâu xám, sau đó thì mô bệnh sẽ lan rộng và có dạng hình tròn hoặc là hình bầu dục, ở giữa có màu trắng xám. Bệnh nặng các vết bệnh thì có thể liên kết nhau tạo thành đốm lớn. Và gặp điều kiện ẩm ướt thì mưa sẽ nhiều, mô bệnh dễ bị thối nhũn, chuyển sang màu xám đen. Và để phòng trừ bệnh đốm đen, lá hoa cúc thì cần phải kết hợp áp dụng đủ các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp như sau. Trước tiên thì cần chọn và sử dụng các giống chống chịu bệnh. Tiếp theo thì cũng cần chọn đất cao ráo, có hệ thống tiêu thoát nước tốt cũng như là lên luống cao. Thực hiện biện pháp luân canh với cây trồng khác họ, không trồng độc canh hoa cúc nhiều năm. Mật độ trồng vừa phải, không trồng quá dày. Bón phân NPK đầy đủ, cân đối và hợp lý, nên bón lót phân chuồng hoai mục trước khi trồng và bón phân đầy đủ kali. Trong trường hợp bệnh xuất hiện có thể sử dụng một số loại thuốc hóa học để phòng trừ như là Macozep, Matalaxy. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết tại các vùng vào ngày mai. Kính mời quý vị cùng theo dõi.